đài truyền hình bị fan chỉ trích vì phát sóng chương trình có Hồng Phượng. Tài lên tiếng, Hồng Phượng than khóc, tôi không làm gì trái đạo đức để bị cấm sóng. Hồng Phượng cũng đã lập vi bằng các tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục, bôi nhọ, vu khống và triệt hạ danh dự của Hồng Phượng. Cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh buồn vì vừa mất người thân, dân mạng lại công kích mẹ và cô. Thì hiện nay Hồng Phượng cùng với gia đình đang bị mạng xã hội tấn công rất là dữ dội, cố tình nói những câu ác ý và không có thật. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mong muốn tìm lại kỷ vật thất lạc của cha. Vướng vào vấn đề tranh chấp tài sản, lại có nhiều hành động gây tranh cãi kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi, Hồng Phượng đã nhận về không ít lời chê trách từ công chúng. Gần nhất, sự phẫn nộ của khán giả đã bị đẩy lên đỉnh điểm khi thấy Hồng Phượng xuất hiện trên truyền hình. Rất nhanh chóng, những người xem chương trình của nhà đài đã không ngừng chỉ trích, cho rằng cần cấm sóng nữ nghệ sĩ. Được biết, chương trình có sự xuất hiện của Hồng Phượng là show 100%. Sau khi lên sóng, khán giả đã rất tức giận và lên đánh giá 1 sao trên các nền tảng mạng xã hội. Hầu hết những ý kiến để lại đều cho rằng nhà đài không tôn trọng khán giả khi phát sóng chương trình có sự góp mặt của Hồng Phượng và chồng. Cả hai hiện đang vướng lùm xùm nội bộ gia đình, tranh chấp tài sản với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trước sự bức xúc rất lớn của khán giả, ngày 4 tháng 7, nhà đài đã lập tức lên tiếng giải thích. Trong bức thư ngỏ gửi đến người xem, nhà đài cho biết họ luôn coi trọng ý kiến của khán giả, cam kết tiếp thu và xử lý tất cả những góp ý một cách chuyên nghiệp, nghiêm túc. Mặc dù không nhắc đến cụ thể cá nhân nào, song nhà đài vẫn có hành động rất thiết thực, đó là xóa bỏ tập mới nhất của chương trình 100%, đồng thời gỡ bỏ hoàn toàn các hình ảnh có liên quan đến Hồng Phượng. Về phía Hồng Phượng, cô cũng cảm thấy rất bất ngờ và cho rằng bản thân không làm gì trái đạo đức đến nỗi phải bị cấm sóng. Chia sẻ với truyền thông, Hồng Phượng nói cô không hiểu những người cố tình công kích nhà đài vì mục đích gì. Nữ nghệ sĩ khẳng định trong quá trình theo đuổi nghệ thuật, bản thân cô chưa từng gây ra điều ảnh hưởng đến ai. Tại sao những con người này họ rảnh rỗi đến mức có thể công kích, gọi điện thoại để phá cuộc sống của tôi? Đây cũng là chuyện của gia đình tôi. Tại sao khi cả gia đình vừa phải chịu nỗi đau mất người thân thì nhiều người lại quay ra công kích tôi và mẹ? Tôi là đứa cháu gái mà cậu tin tưởng sẽ theo đuổi nghề thì giờ cùng bị vùi dập. Thật sự tôi cảm thấy rất buồn, Hồng Phượng bức xúc lên tiếng. Nói thêm về cuộc sống của bản thân sau khi nghệ sĩ Vũ Linh ra đi, Hồng Phượng cho biết gia đình cô đã phải chịu rất nhiều áp lực và tin đồn vu khống. Tinh thần của cô luôn bị căng thẳng. Về vấn đề đạo đức nghề nghiệp, Hồng Phượng luôn khẳng định cô chưa từng gặp điều tiếng trong cách sống và cách làm nghề. Hiện tại, không chỉ phải đối mặt với vấn đề cấm sóng, mà Hồng Phượng thời gian qua còn bị hủy rất nhiều show. Dù vậy, cô vẫn không ngừng góp mặt trong những lùm xùm với gia đình và con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Gần nhất, cả Hồng Loan và Hồng Phượng đã kiện nhau ra tòa vì vấn đề tranh chấp tài sản. Phía Hồng Phượng gặp rắc rối khi cấm sóng, còn Hồng Loan thì muốn ổn định cuộc sống và tìm lại kỷ vật của cha. Cô cho biết tấm huy chương vàng giải thưởng Trần Hữu Trang 1991 là kỷ vật quan trọng nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Lúc sinh thời, ông rất nâng niu trân trọng. Sau tang lễ, cô và người nhà cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Cô chỉ mong tìm được để đặt lên bàn thờ của cha. Được biết, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đạt giải thưởng Trần Hữu Trang là năm đầu tiên giải được tổ chức. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự nghiệp nổi tiếng của Vũ Linh.